Dung xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Gelato Cuộc Sống Pháp. Xe Dung đậu ở dưới cái tán cây lộc vừng ở nhà hàng á cô chú, cho nên là trời lá cây nó rớt cái vô ở trong cái đầu xe phía trước á. Dung với ông xã Dung hôm nay ghé cái tiệm sửa xe Peugeot này để thay cái bóng đèn pha. Cái xe của Dung thì nó bị đứt cái bóng đèn pha, mà trời buổi tối đi về sương mù rất là nhiều cô chú, cho nên là không có thấy đường. Thì xe này thì Dung lái, cho nên ông xã Dung nói đi thay để nhiều khi mà Dung lái xe chở con đi học đồ này kia đó nó nguy hiểm. Cái bóng đè nó có tí tẹo thôi cô chú, mà 22 euro là tính ra khoảng 570 ngàn tiền Việt đó. Thì sau khi thay bóng đèn thì vợ chồng mình đi ra chợ để mua rau, mua bí ngòi, rồi mua cải rồi này kia cho nhà hàng đó cô chú anh chị. Hôm nay Dung sẽ nấu bún riêu. Hôm rồi thì Dung lướt YouTube thì Dung thấy mấy chị kênh lớn thì nấu bún riêu thì nhìn rất là hấp dẫn và thèm. Cho nên là hôm nay Dung mua đồ về Dung nấu, nhưng mà mình không có mua được giò heo, cho nên là Dung nấu bằng xương bắp bò đỡ và còn một cái móng heo đông lạnh thì ông xã Dung nói bỏ vô nấu luôn. Thì Dung mua mắm ruốc của chú anh chị, mà Dung cũng mua mắm tôm nữa. Thì nhiều anh chị thì Dung thấy là ăn bún riêu thì ăn với lại mắm mắm tôm, nhưng mà hỏi Dung mà hỏi mẹ Dung thì mẹ Dung nói là ở quê mình thì ăn bún riêu với lại mắm ruốc. Tùy vùng miền mà có thể ăn khác nhau. Thì hồi đó giờ Dung không có biết ăn mắm tôm cô chú anh chị, hôm nay thì Dung mua thì Dung sẽ nấu thử và nêm bằng mắm tôm. Dung sẽ đi cắt cà chua thành múi cao để một tí mình đi xào. Xương ống bò với lại móng heo này thì nó đông lạnh thôi cô chú anh chị, cho nên Dung sẽ trần với lại nước sôi và gừng và hành tím. Dung sẽ đi xay tỏi cho nhuyễn để mình đi phi. Hành tím thì Dung sẽ cắt nhỏ. Dung cắt một cọng đầu hành tím nữa để mình phi luôn cho nó thơm. Và hành lá thì một tí thì Dung chừa lại để nêm vào trong bún riêu. Bây giờ nồi nước của Dung sôi rồi thì dưa xương này Dung sẽ vớt ra. Và chân giò thì Dung cũng vớt ra để cái bọt này nó dơ đó cô chú, cho nên là mình sẽ bỏ đi và mình thay bằng nước mới. Thì Dung bắt một cái nồi nước mới và Dung cho xương bò và móng heo vào. Thì Dung thấy nhiều cô chú anh chị nấu ở trên YouTube thì nấu bằng xương gà hoặc là xương ống heo cũng rất là ngon, mà Dung không có mua được cho nên Dung thấy bằng xương bò. Dung thêm hành tím đã nướng và gừng cắt lát vào cho nó thơm. Trong thời gian chờ đợi nước lèo thì bây giờ Dung sẽ đi phi hỗn hợp hành tỏi này. Hành tỏi vừa vàng thì Dung sẽ vớt ra và Dung chừa lại một chút xíu để mình phi cà chua. Dung sẽ đi phi cà chua khoảng 5 phút và sau đó thì mình sẽ thêm một chút xíu đường và Dung sẽ tắt bếp. Dung còn một con cua mà Dung mua hôm Tết Tây cô chú, cho nên là Dung sẽ cho vào cái nồi nước lèo để Dung làm nóng lại luôn. Đây là đậu hũ.
Bây giờ Dung sẽ đi cắt đậu hũ ra thành những cái viên vuông vuông và mình sẽ đi chiên. Cái này Dung mua về cho những cái khách ăn chay đó cô chú. Đậu hũ Dung cắt to quá thì khi chiên nó phình lên nó rất là to. Bây giờ nước lèo của Dung đã sôi rồi thì Dung sẽ đi hớt cái phần bọt này để cho cái nồi nước lèo nó trong. Thì Dung mở lửa thật là lớn để anh cho cái nước nó sôi bùng lên đó cô chú, mình vớt bọt cho nó dễ. Hôm nay thì Dung thấy ở chợ Paris Store họ bán cái bịch đường này nè cô chú. Nó cái viên viên ở chỗ này là nó để là đường viên. Dung không biết là phải đường phèn không, thì Dung thấy mấy chị nêm cái hình nó giống như vậy là chắc Dung nghĩ là đường phèn đó. Cho nên là Dung mua một bịch về thì hôm nay Dung cho vào Dung nêm thử. Dung thêm một muỗng cà phê bột ngọt nữa. Một vá canh lớn nước mắm. Thì Dung thấy mấy chị làm là không có nêm muối, tại vì mấy chị nói là cái hộp mà bún riêu, gia vị bún riêu nó mặn với cua đó, nên là mình không có nêm, mình sẽ nêm muối sau cùng. Bây giờ Dung sẽ tranh thủ đi làm cái rêu cua. Thì Dung chừa cái phần hành tỏi xay lúc nãy đó cô chú, với lại Dung đâm tôm khô. Cái này có máy xay thì nó sẽ nhuyễn hơn, ngon hơn. Dung thêm một chút tiêu xay nữa. Dung thêm một lon cua hộp nữa. Thì nay Dung mới biết có cái này nên Dung thấy rất là tiện lợi luôn. Dung thêm cái thịt xay. Thì Dung thấy mấy chị sử dụng là sử dụng giò hoặc là thịt heo mà cái loại xay thật thật là nhuyễn luôn á. Nhưng mà Dung không có mua được cái đó, cho nên là Dung mua được cái thịt heo này mà để cuốn chả giò đó cô chú anh chị. Nhưng mà Dung thấy là nó hơi to. Dung cho một hộp gia vị nấu bún riêu. Cái này thì nó có nêm nếm vừa ăn sẵn rồi, cho nên là mình không có thêm gia vị nhiều. Thì một tí nữa trong cái nồi nước lèo Dung sẽ nêm nếm lại. Dung sẽ cho vào 4 cái trứng gà. Thì Dung sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên cho nó sạch sạch lại và mình sẽ đi làm cái riêu cua. Thì Dung thấy là cô chú anh chị cũng có đi làm cái hấp chả cua nữa, nhưng mà Dung không có làm, Dung chỉ làm cái riêu thôi. Dung bắt khoảng 600ml nước và Dung cho một muỗng canh mắm tôm thôi. Trời ơi, cái mùi nó nồng quá cô chú anh chị ơi. Mùi mắm ruốc thì Dung chịu được, nhưng mà mắm tôm thì Dung không có biết ăn luôn á. Cho nên là Dung sẽ đi nấu cho cái nó lỏng lỏng, nó có mùi thôi. Rồi Dung sẽ đi lấy cái nước trong và Dung cho vô nước lèo. Sau khi chân giò đã vừa mềm rồi thì bây giờ Dung sẽ đi vớt hành và gừng ra để mà mình đi nấu rêu. Dung thấy là mấy chị cứ múc bỏ vào trong nồi cho nó nhẹ nhẹ, nhưng mà mình không có quẩy cái nồi lên. Nhưng mà cô chú anh chị ơi, Dung không hiểu mà Dung bỏ vô nó nát, nó không có được nguyên miếng á. Dung đã giảm lửa xuống rồi cho nước nó sôi nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cái rêu của Dung nó không có còn nguyên miếng. Bây giờ thì nồi nước của Dung đã sôi và rêu của Dung đã nổi lên hết rồi. Cái này thì Dung không có, Dung quên mua cái nước cô đặc của cà chua đó cô chú, cho cái màu nó đẹp. Thì Dung cho một chút xíu dầu điều vào thôi. Mình sẽ cho đậu hũ đã chiên và cà chua xào vào. Bún riêu thì ở bên Việt Nam có huyết heo nữa, nhưng mà bên này thì không có bán cô chú anh chị ơi, cho nên là mình chế đi. Có gì mình ăn cái nấy. Nhưng thấy nấu như vậy có hai vợ chồng mình ăn thôi, như vậy cũng được rồi. Với lại tối nay thì có ông chef và đến phụ nướng cá giúp Dung đó, cho nên là Dung sẽ đãi chef cái món này luôn. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Thì Dung thấy là nó vừa ăn luôn rồi.
mình cho một chút xíu dầu màu đều vào cho cái màu nước nó đẹp. Cái này có nước cà chua thì cái màu nó sẽ đỏ đẹp hơn. Vậy là bún riêu giả chiến của Dung đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì Dung sẽ múc ra tô và mời cô chú anh chị lên bàn ăn bún riêu với gia đình Dung nhé. Dung gỡ con cua thì có cái phần trứng cua thì Dung lấy Dung cho vào trong tô bún luôn. Ông xã Dung rất là thích ăn chân giò heo cho nên là Dung để cái tô có giò heo trong xã Dung. Cái rêu của Dung nó nát hết rồi cô chú ơi, nó không còn nguyên miếng to. Bây giờ thì Dung sẽ chan nước dùng lên và cho một chút hành lá vào. Cái này thì Dung ăn với lại rau muống, nhưng mà rau muống là Dung mua tươi xong rồi Dung về Dung đông lạnh. Nhìn hai tô bún riêu đơn giản mà nhìn cũng hấp dẫn đó cô chú anh chị, thì mời cô chú anh chị lên bàn ăn cơm cùng với gia đình Dung nhé. Xin chào bà cô chú. Rồi đi là bà đi bà đi. Thank you nè. Ô la la. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Tu veux piquant á? Du piquant non? Ouais, un petit peu. Délicieux. Comme Louis dit. Hôm nay Dung thử nấu bún riêu á cô chú anh chị ạ. Un petit piquant. Ah ouais. Hôm nay Dung thử nấu bún riêu á cô chú anh chị, mà bún riêu này bún riêu giả chiến. Lâu lắm rồi mình không có ăn cái món này. Ở Việt Nam Dung cũng ít ăn cái món này lắm. Mà nay nó nấu thử là quên cái vị luôn á cô chú ơi. Này là rau muống á cô chú, mà Dung bào xong cái Dung bỏ vô tủ đông á nên nó đen thui vậy nè. Tại sao có c'est de l'isondo. S'il te plaît. C'est des donc ça s'appelle le soupe de crabe si tu veux. Dung không có thích cái mùi mắm tôm lắm á cô chú, cho nên là Dung cho chút xíu mắm tôm cho nó có cái mùi mùi thôi ạ. Délicieux. Délicieux. Chứ bà là khắp á. Dung định đưa cái càng cua cho ông xã Dung mà ông xã Dung không có chịu ăn. Chó thì sức. Và với con sốt à. Qui ont bonne odeur forte aussi. Bon, ouais. Moi, j'aime pas trop, je mime. Je mime un petit peu du tout. Dung nói là cái bún riêu này là nêm mắm tôm hoặc là mắm ruốc á, cái mùi nó rất là nồng cho nên là Dung cho chút xíu thôi. Cái này mà có cái nước cốt cà đậm đặc đó cô chú, cho vô thì cái nước màu nó, cái nước súp của mình nó sẽ đẹp hơn, cái màu nó đẹp hơn mà. Ở nhà Dung có mà Dung quên đem. Et que t'as acheté un sachet, non? Non, c'est des crabes dans le conserve. Ah oui. C'est. C'est bon ça? Oui. Mấy dịp lễ rồi ông nấu súp cua rồi bán là đắt lắm á. Súp cua. Dịp lễ thì Dung hay nấu mấy cái món đó đó. Nhưng tôi gặp là la soupe de crabe là qui je sers pour le réveillon. C'est bon ça. Ouais. Ça pose la vingtaine, tu commences à mettre ça. Mmh. La femme, je les reconnais parce qu'on va à la préfecture de l'événement. Ông xã Dung rất là thích cái rêu cua cho nên là Dung đi lấy thêm rêu cua với lại nước súp trong xã Dung. Tu t'en fais du
Mais pour faire des corrections, si tu veux, tu vas mettre moi. C'est là pour que je... À, lâu lâu ăn lại cái món này, trời ơi, ngon lắm cô chú anh chị ơi. Mà Dung không biết là Dung nấu đúng hay không nữa đó. Nhưng mà mình ăn có cái hương vị thôi là đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Thì tối hôm nay Dung đãi cho sếp ăn thì Dung sẽ cho mắm ruốc lên trên bàn. Cái Dung không có cho vào trong tô. Thì khi ăn thì mình tự lấy á cô chú, để xem ổng phản ứng như thế nào. Cua này cô chú ơi, không có thịt gì chứ, con cua này à. Dung mua từ hôm tới tay à, này để tủ lạnh á, để trong bịch mà hút chân không luôn, không có mở ra, có thịt thà gì trơn. Kệ, ăn giả chiến cho đỡ thèm của chú anh chị ơi. Chứ Dung không có biết nấu cái món này. Dung coi ở trên mấy cái kênh YouTube lớn á, mấy kênh của mấy cô chú anh chị mà triệu view không là học làm cái dạng mà cua đóng hộp á. Thì mình cũng làm bước bước giống vậy á, nhưng mà cái reel cua á Dung làm nó bị nát của chú anh chị, nó không có còn còn nguyên miếng như của mấy chị làm. Rồi cô Dung thấy là có chả nữa, có chả cua nữa, nhưng mà Dung không có làm chả cua. Dung cho cái riêu cua này nè cô chú. Dung còn nửa tô, Dung không có cho hết, tại vì hồi nãy Dung cho nó nát á. Để khi nào ăn á, khi nào tối nay sếp ở ăn cùng vợ chồng mình á, thì mình sẽ nấu lại cái khác, nó cho cái rau cua vô sao để nấu quá cái đun lợi đun sôi quá cái nó nát hết á. Cái nồi nước cua này nó rất ngọt thơm lắm cô chú, cho nên là ông xã Dung họ muốn hết nước lèo luôn á. Mà Dung thì Dung ăn bún phở rồi này kia là Dung không có thích ăn cái nước, Dung chỉ ăn cái thôi. Félicitations. Hết là bố rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ai xem đi. Ông Tây ông ăn món này mà ông ngậm nhớ cháu gà. Cứ vô không? Ngoan. Tâm biệt cái mạng của chú, chú phải thao vay. Bon après-midi. Cảm ơn. Dung cũng xin dừng cái video tại đây nha cô chú anh chị. Và cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian trưa cùng với vợ chồng Dung. Hôm nay Dung nấu bún riêu ăn cho đỡ ghiền. Thì cô chú anh chị nào đổi món cho gia đình thì nấu bún riêu nhé. Nó cũng đơn giản lắm. Ở Việt Nam mình thì nấu với cua đồng xay thì nó sẽ ngọt nước hơn mà nó ngon hơn nữa. Nhưng mà bên này thì chỉ có cua hộp vậy thôi. Có gì mình làm nấy, có gì mình nấu nấy. Thì Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Và cô chú anh chị yêu thích gia đình Dung thì ủng hộ Dung một nút like, một nút đăng ký trên kênh nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.